Sức khỏe ba của ba năm nay ông cũng 90 mấy tuổi rồi, ông yếu rồi, đi bệnh viện hoài à. Tôi lớn tuổi với sức khỏe yếu thì ở đây cũng làm ăn quả chút đỉnh, không có tiền cất nhà, cũng nhờ chính quyền địa phương, nhờ cơ quan giúp cho gia đình tôi. Nhà năm nay thì cất cũng 62-63 năm. Giờ cụ Trần Đa Lộc thì lớn tuổi 90 mấy tuổi rồi, già yếu, có đứa con quỳnh tạc. Ở địa phương cũng có cái tình trạng tính hỗ trợ thì cũng nhờ mạnh phương hỗ trợ tiếp cho hộ gia đình Trần Đa Lộc, hoàn cảnh cũng khó khăn, sửa chữa thì cũng không có khả năng sửa chữa, cũng nhờ mạnh phương tiếp tay với địa phương thì địa phương cảm ơn.